Thân mến, chào mừng các bạn tiếp tục trở lại kênh Học Tiếng Anh Miễn Phí cùng Mr. Long Linh. Chúng ta tiếp tục với các video bài tập Unit 3 phần B tại đây các bạn nhé. Và nếu bài tập số 4 mình cũng đã làm xong cho các bạn rồi, thì trong video này mình sẽ giúp các bạn làm bài tập số 5. Thế thì bài tập số 4 là một dạng dịch rất là hay, một dạng đục lỗ này các bạn nè. Thì nó là một, nó cũng có cái khó riêng của nó. Sang bài tập số 5 là một dạng chia động từ, vân chia từ ở trong ngoặc này các bạn này. Đó, chia những cái từ trong ngoặc này. Đó, đây những đây là hình thức từ này. À, vậy thì những từ người ta đã cho trong này rồi, vậy thì bây giờ mình chia nó ở dạng tính từ hay động từ hay danh từ hay thêm in hay thêm ed đó, vân vân, tùy chúng ta, tùy vào ngữ nghĩa và ngữ pháp của câu đó mà chúng ta chia cho nó đúng các bạn ha. Rồi, vậy thì bài tập số 5 này mình sẽ giúp các bạn giải quyết rất là gọn và rất là tốt thôi, các bạn yên tâm. Và các bạn chỉ cần nhấn đăng ký kênh, chia sẻ kênh thì các bạn sẽ đón nhận nhiều cái video tiếp theo cho các bạn ha. Rồi, bản thân mình cũng có rất là vui khi các bạn nhấn đăng ký kênh, một việc làm nhỏ các bạn thôi nhưng mà mình đã có một cái niềm vui vô cùng lớn đó các bạn ạ. Rồi, mình cảm ơn các bạn rất là nhiều nhé. Bây giờ mình sẽ bắt đầu vào công việc này. Hoa là một người mới tới cái thị trấn này. Đó, có nghĩa là Hoa là người mới tới thị trấn. Hôm nay là ngày đầu tiên mà cô ấy đến cái trường mới của cô ấy. Đó, hôm nay là ngày đầu tiên mà cô ấy đến trường. Nhớ, đầu tiên, ngày đầu tiên lúc này là số thứ tự, không còn là số đếm nữa các bạn nha. Ngày thứ nhất, ngày thứ hai, ngày thứ ba là đã là số thứ tự rồi. Thế thì số thứ tự của một là one, là số đếm đây này. One là số đếm này, là biến thành số thứ tự là first. The first. Đó, các bạn hình dung chưa? The first. First. Đó, rồi các bạn hiểu được tại sao chỗ này người ta chọn first để chia cho cái từ one này chưa? Đó là số thứ tự nha. Hôm nay là cái ngày đầu tiên tại trường mới của cô ta. Và mọi người ở đây, ở cái trường mới, đều rất là hân hoan chào đón cái bạn Hoa và rất là giúp đỡ bạn Hoa. Thế thì chỗ này đã có động từ to be rồi đúng không? Đó, đây là một cái trạng từ. Đây là động có động từ to be rồi. Thì ta trong này chắc chắn những vị trí, hai cái vị trí còn lại đây của chúng ta này các bạn nè, đều là hai cái vị trí tính từ hết. Chắc chắn rồi. Bởi vì ta đã có động từ to be ở đây rồi. Đó, cho nên mặc dù nó là động từ đây, nhưng nếu chúng ta để động từ đây nữa thì nó không tạo thành một câu có nghĩa và không tạo nên một câu ngữ pháp đầy đủ, không đúng về mặt ngữ pháp. Cho nên ta phải biến cái thành này thành tính từ, ta biến thành này thành tính từ. Vậy thì chỉ việc thêm in này và cái chỗ này là helpful là được. Helpful cục này thêm in. Đây ví dụ này, bỏ e này. Bây giờ mình viết ra cho các bạn nha. Chứ nhiều lúc người ta để cái hộp nó rất là ngắn. Đó, cái ô nó rất là hẹp. Cho nên thầy viết ra nhiều lúc các bạn không thấy được. Cho nên thầy phải viết à, cái chỗ này biến nó thành thêm in. Welcome in. Đó, thêm in nè. Đó các bạn nha. Rồi, cái chữ này thì helpful. Đây, xin lỗi các bạn. Helpful. Đó, đó. Nó là cái chữ thế này nè các bạn nè. Đó, helpful. Helpful. Rồi, như vậy là hai cái tính từ này, hai chức năng tính từ này các bạn hình dung được chưa? Vậy là mọi người ở đây đều rất là hoan nghênh cô ấy và rất là giúp đỡ cô ấy. Đó, cô ta ngày đầu tiên đến trường mà. Trường mới. Mẹ của cô ấy, mẹ của bạn Hoa đây này, mẹ cô ấy, bà Dung này, bà Dung, cô Dung này. Cô Dung sao? Là một cái gì? Là một giáo viên mới không? Chắc chắn rồi, đúng không? Thì chỗ này phải là danh từ, bởi vì động từ rồi, tính từ rồi, mạo từ rồi, thì chỗ này phải là một danh từ để tạo nên một câu hoàn chỉnh này. Ai là cái gì đó? Bà ấy là một cái gì đó. Các bạn hình dung được chưa? Bản thân từ này là động từ, do đó ta biến nó thành danh từ dễ không các bạn? Bản thân nó động từ là dạy dỗ này, dạy học này, thì biến nó thành danh từ trở thành người giáo viên là chỉ cần thêm đuôi er vào là thành người giáo viên. Đó, mẹ của bạn Hoa là cô Dung này là một giáo viên mới ở đây, ở cái trường này. Vậy thì teach biến thành teacher, đó, biến thành giáo viên. Đó, bạn thấy chưa, chỉ cần thêm đuôi er vào của cái này thôi là thành cái danh từ liền. Rồi, như vậy là đến chỗ này, đến vị trí số 3 này các bạn ok nhá. Cô ấy là mẹ của bạn Hoa đó. Cô ấy là cô Dung đây nè. Is rồi à, có một cái tính từ và then chỗ này chắc chắn là người ta đang muốn mình dùng cái so sánh hơn đúng không nào? À, so sánh hơn của to này á là tính từ ngắn. Vậy thì chúng ta chỉ cần thua thêm đuôi er vào thôi để nó tạo thành một câu so sánh hơn cho tính từ ngắn nè các bạn nha.
Rồi, như thế nào là so sánh tính từ ngắn, tính từ dài như thế nào thì các bạn xem là ngữ pháp. Còn nếu các bạn vẫn chưa rõ đó thì mình sẽ, nếu các bạn có yêu cầu, có đề nghị thì mình sẽ cố gắng mình làm những cái video. Thì đương nhiên sớm hay muộn gì mình vẫn làm những cái video về ngữ pháp cho các bạn thôi, chắc chắn rồi. Nhưng có điều là bây giờ thì mình chưa có làm, bây giờ mình tập trung cho các cái nội dung trong sách giáo khoa, trong sách bài tập, ôn luyện thi, kiểm tra giữa kỳ, học kỳ, rồi một tiết 15 phút rồi vân vân. Mình đang tập trung đến những cái đó nhiều hơn. Sau này mình sẽ làm những cái video chuyên về những cái unit, những cái ngữ pháp của từng unit một cho các bạn. Cho nên các bạn yên tâm nha, thì chắc chắn nó sẽ gặp đến so sánh thì mình sẽ nói nhiều hơn cho các bạn. Rồi, vậy thì cô ấy sao cao hơn bất cứ giáo viên nào ở cái trường này? À, vậy thì chắc chắn so sánh hơn của tall này thì các bạn chỉ cần là taller là xong. She is này, she is taller than any teachers at the school là xong. Đó, bạn thấy chưa? Chỉ cần đưa cái chữ taller là được. Đó, so sánh hơn. Cô ta cao hơn bất cứ người giáo viên nào ở cái trường này. Và thì các bạn chỉ cần viết chữ tall r đó là xong. Đó là chúng ta đã hoàn thành trong cái câu này. Ta làm xong cái câu số 4 này. Đó, còn bên cái vị trí số 4 này, taller này các bạn nha. Rồi, đó, cô ta cao hơn bất cứ giáo viên ở trường này. Và có thể, có lẽ, và có lẽ cô ấy là người, là người gì các bạn? Fashionable này là gì? Có nghĩa là người ăn mặc rất là thời trang đó, rất là diện, rất là đẹp á, nói chung con người rất là hợp thời trang, hợp gu thời trang, nói chung là đẹp đẽ, đó, sạch sẽ, đẹp đẽ, ăn mặc gọn gàng, nó cao ráo, ý là như thế, cái từ này rất là biết hợp gu thời trang. Vậy thì có lẽ cô ấy là một người sao hợp thời trang nhất ở cái nơi này. Vậy thì is the most fashionable, đó, các bạn chỉ cần thêm the most vào nữa thôi, cái vị trí này, các bạn chỉ cần ghi chữ này, hai chữ này, the most. Đó, the most fashionable there là được. Đó, các bạn hiểu được cái vị trí số 5 này và là vậy nhá. Rồi, vị trí số 6 của chúng ta đây. Số 5, the most, như bạn chưa thấy. Rồi, vị trí số 6 này. Hoa, bố của Hoa vẫn sao? Vẫn có một vài công việc để làm. Bố của bạn Hoa vẫn có một vài công việc để làm. Vì vậy, ông ấy đã không di chuyển đến nơi mới. Có nghĩa là vì vậy ông ấy đã không di chuyển đến nơi làm việc mới đó, nơi mới đó. Vẫn chưa đó. Ông ấy là một gì? Là một người quản lý hay là một giám đốc gì này? Đó. Ông ấy là một người quản lý và ông ấy làm việc cho một công ty máy tính ngay lúc này. Ngay thời điểm này ông ta là một quản lý này. Và ông ta là một, ông ta đang làm việc, ông ta làm việc cho một công ty máy tính ngay thời điểm này. Vậy thì các bạn đấy này, đây là động từ. Chuyển thành, đây là từ xoay sở nè, quản lý thời gian, tiền bạc, rồi xoay quản lý công việc vân vân á, liên quan đến động từ. Vậy thì khi chúng ta biến thành danh từ, chúng ta thêm đuôi er vào nữa thì thành đuôi danh từ, thành trở thành danh từ. Đây. Đó. Manager, bình thường là manage, còn danh từ là manager. Đó các bạn nha, đây. Đó, ok, thêm đuôi er vào thôi. Chỉ có thêm chữ R vào thôi bởi vì có chữ E rồi. Như vậy là ông ấy là một quản lý và ông ấy làm việc cho một công ty máy tính lúc này. Làm việc lúc này ông ấy là ngôi số 3 số ít mà làm việc chỉ cần thêm S thôi. Thêm S vào bởi vì ngôi số 3 số ít này các bạn này, cho nên ông ta làm việc cho một công ty máy tính ngay lúc này, ngay tại thời điểm này, được chưa? Đó, như vậy là đến cái đoạn này chúng ta nắm được rồi. Bây giờ chúng ta tiếp tục đến, rồi, đến những cái trang sau, vân cái trang sau này thì cũng nhanh thôi các bạn, mình cố gắng giúp các bạn nhanh chứ không có gì khó hiểu cả. Trước đây này, rõ ràng này các bạn nè. Trước đây chứ xin lỗi, previously này, trước đây này. Rồi, là Mai cũng đã từng sống này, các bạn nhìn đây nha. Đây. Trước đây Mai cũng đã từng sống trong một căn hộ nhỏ. Đó, Mai cũng đã từng sống, đây mình để đây các bạn dễ nhìn này. Mai cũng đã từng sống trong một căn hộ nhỏ với bố mẹ cô ấy, được chưa? Nhưng bây giờ cái nơi sống của họ thì sao các bạn? Lớn hơn nhiều, chắc chắn rồi đúng không? Thế thì lớn hơn nhiều chỗ này các bạn chỉ cần ghi bigger, nhân đôi chữ g nha. Đấy, thêm r vào nữa. Này, nhân đôi chữ g này và thêm chữ e chữ r vào là xong. Đó. Bây giờ cái nơi ở mới của họ thì lớn hơn nhiều. Ok. Và có sao các bạn?
có nhiều phòng, loại chỗ này là nhiều phòng thì to be này phải biến thành số nhiều. ARE này, đó to be của hiện tại, của số nhiều của hiện tại này. Có nhiều phòng ARE nhá. Hai phòng ngủ, một phòng khách, một nhà bếp và một phòng tắm. Đó, người ta diễn đạt như vậy. Và cái căn hộ mới này là nằm ở trên tầng 5, lầu 5 của cái nhà, của tòa nhà đó, của một cái tòa nhà hiện đại. Tòa nhà hiện đại của một cái tòa, của cái tòa nhà hiện đại nhất này, bởi vì người ta đã có the này là người ta muốn mình viết là so sánh nhất rồi này các bạn nè. Đây, nó nằm trên tầng 5 của cái tòa nhà hiện đại nhất trong thị trấn, trong thành phố. Vậy thì chỗ này chắc chắn là the most modern, đúng không? Đó, the most modern. Đây, the most modern. Modern là có rồi, modern. Đây, modern các bạn nè. Đó. Rồi, the most modern, đó đây, the most modern building in the town, rồi trong, nằm trong cái tòa nhà hiện đại nhất của thành phố. Nó hoàn toàn gần với công viên, đó gần với công viên, nơi mà có không khí rất là sạch sẽ này, nơi mà có không khí rất sạch sẽ này, nhiều cây cối này và một cái hồ lớn. Mai nói rằng cô ấy thích, đúng không? Chắc chắn rồi. Cô ấy thích chỗ này thì Mai là ngôi số 3 số ít. Mai hay là Hoa các bạn? Hoa chứ. Ồ, vậy là chỗ này người ta viết lộn rồi các bạn ơi. Chỗ này là Hoa đó. Hoa chứ không. À hay là hai bài văn khác nhau. Đâu, một bài mà. Vậy là người ta viết lộn các bạn đúng không? Đang ban đầu là người ta đang nói về Hoa mà. Hay là đoạn thứ hai các bạn? À này chắc là bài đoạn thứ hai đó các bạn, một người chứ không phải là, nếu mà chỗ này mà cùng một đoạn á, vân cùng một bài văn thì phải là Hoa nhá. Đó, chỗ này. Đó, ok. Còn nếu mà khác bài văn á là Mai cũng được. Nói chung chỗ này nó cũng không quan trọng lắm, cho nên mình để ý mình nói vậy thôi, chứ thực ra nó không quan trọng lắm. Quan trọng là mình chia đúng những cái động từ trong cái ngọc này của nó nè. Rồi, Mai nói rằng là cô ấy rất thích cái nơi mới này. Vậy thì Mai là ngôi số 3 số ít thì động từ này phải thêm s. Đó, loves. Đó, đúng nào? Đó, rất là thích cái ngôi, cái nhà mới này, cái nơi mới của cô ta, và rằng là cô ta sẽ cố gắng hết sức, là sao? Cô ta sẽ cố gắng hết sức để hòa hợp, hòa đồng tốt với những người bạn mới tại trường mới của cô ta. Vậy là chắc chắn chỗ này là Hoa chứ không phải là Mai các bạn ha. Vậy thì hòa hợp tốt nhất thì cố gắng tốt nhất này. Try someone best là cố gắng tốt nhất, và best, good, tốt nhất thì thành best. Đó. BEST này các bạn nè, đó cái chữ này các bạn quen quen rồi, đây là chữ, đó là chữ này nè. Đó, ok các bạn nha, chữ S nha. Đó. Rồi, như vậy là các bạn hình dung được rồi gì? Đó, Mai rất là thích cái ngôi mơ nhà mới này, và cô ta nói rằng cô ta sẽ cố gắng tốt nhất, hết sức của mình á, để hòa hợp, hài hòa, hòa đồng tốt nhất với những người bạn mới tại trường mới của cô ta. Rồi, như vậy là cái bài tập số 5 này thì các bạn cũng đã được làm xong hết rồi. Thì hy vọng các bạn tiếp tục thấy các video này bổ ích cho các bạn, và các bạn tiếp tục nhấn đăng ký kênh, chia sẻ kênh. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều nhé. Hẹn các bạn ở các video tiếp theo, ở bài tập số 6, số 7 cũng như những cái bài tập tiếp theo nữa. Rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều.